Lương Thế Thành khoe khoảnh khắc bố nào con nấy với con trai 1 tháng tuổi, ai mỏ nhọn hơn nào. Hình ảnh đáng yêu về con trai đầu lòng của cặp diễn viên nổi tiếng Thúy Diễm Lương Thế Thành được chia sẻ khiến dân mạng phát sốt. Mới đây, Lương Thế Thành đã cởi mở hơn với công chúng khi tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc tinh nghịch của mình bên cạnh cậu con trai kháu khỉnh với lời bình dễ thương. Con với ba thì coi ai mỏ nhọn hơn nè. Dễ dàng nhận ra chỉ mới 1 tháng tuổi, con trai đầu lòng của nam diễn viên đã có thể bắt chước biểu cảm trên gương mặt của bố vô cùng đáng yêu. Lương Thế Thành tự hào vì con trai giống mình như đúc. Khoảnh khắc con trai 1 tháng tuổi bắt chước biểu cảm của Lương Thế Thành cực kỳ đáng yêu. Cận cảnh gương mặt khống khỉnh đáng yêu của con trai Lương Thế Thành và Thúy Diễm. Theo chia sẻ trước đó của nữ diễn viên Cổng Mặt Trời, con trai của cô và Lương Thế Thành tên Lương Thế Bảo, tên ở nhà là Bảo Bảo, tên tiếng Anh là Freden. Cô sinh thường vào ngày 27 tháng 6 tại nước ngoài. Tuy nhiên, suốt thời gian sinh nở, vợ chồng cô đều giữ bí mật với công chúng và không thông báo rộng rãi. Để khi bé tròn 1 tháng tuổi, cặp đôi mới chính thức công khai. Nữ diễn viên cho biết, em bé có mắt mũi miệng giống ba và có 2 lúm đồng tiền giống mẹ. Thúy Diễm Lương Thế Thành làm đám cưới vào tháng 4, 2016. Sau 3 năm hẹn hò, cả hai đều là diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu thích qua nhiều bộ phim truyền hình. Thời điểm chính thức công khai mối quan hệ, đồng nghiệp và người hâm mộ rất ủng hộ vì cả hai đều tương xứng về ngoại hình, lại có hình ảnh sạch không scandal. Nói về cuộc sống hôn nhân, Lương Thế Thành chia sẻ, bà xã Thúy Diễm là người chu đáo tận tâm. Cả hai chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay bất đồng quan điểm trong cuộc sống hàng ngày. Có thể nói Thúy Diễm và Lương Thế Thành là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Lúc cưới cứ chê chồng tiên vợ cũ, bà xã Đan Trường sinh con xong thay máu giờ nhìn là mê. Sinh con xong nhìn Thủy Tiên đúng là lên đời hẳn, không chỉ nhan sắc mà phong cách thời trang cũng chất chơi hơn bao nhiêu. Khi Đan Trường công khai tổ chức đám cưới với danh nhân Thủy Tiên, đã vấp phải khá nhiều lời đàm tiếu của dư luận. Hầu như các lời nhận xét đều cho rằng Thủy Tiên không hợp với anh Bo, đặc biệt là ngoại hình. Dù kém tuổi Đan Trường, nhưng nhìn Thủy Tiên lại có phần dừ hơn. Tuy nhiên càng về sau thì mọi người lại càng thay đổi suy nghĩ khi nhìn Thủy Tiên. Cô giỏi giang tháo vát, có mối quan hệ rộng rãi và là một doanh nhân có tiếng trong ngành tổ chức sự kiện. Ngoài ra Thủy Tiên còn rất khéo léo trong những scandal đời tư của chồng. Chính vì thế càng khiến nhiều người nể phục hơn. Sau khi cưới, cả hai định cư ở nước ngoài, phát triển nhiều hình thức kinh doanh và hiện tại con trai đầu lòng của Thủy Tiên đã 1 tuổi rưỡi. Phải công nhận rằng sau 5 năm tổ chức đám cưới, Thủy Tiên ngày càng trẻ trung xinh đẹp và bắt mắt hơn, ăn mặc cũng rất xanh điệu. Hình ảnh so sánh vợ Đan Trường lúc mới cưới và hiện tại nhìn khác khá nhiều. Đan Trường thì vẫn thế, nhưng bà xã đã có sự thay đổi ngoạn mục. Không chỉ nhan sắc, phong cách thời trang của Thủy Tiên cũng đẹp hơn hẳn. Sinh con xong, cô lại càng xinh đẹp hơn. Ông bà ta có câu, gái một con trong mòn con mắt quả không sai chút nào. Nhìn cặp đôi thế này, ai còn dám chê, chênh lệch ngoại hình nữa. Hơn nữa, làn da của Thủy Tiên cũng trắng hồng hơn so với trước. Cô còn ăn mặc gợi cảm thế này bảo sao anh Bo cứ mê hoài. Dù công việc bận bịu với việc chăm sóc con, nhưng Thủy Tiên lúc nào cũng ăn mặc rất chỉnh chu. Thủy Tiên chăm con rất khéo, ngoài ra cô không ngại chi một khoản tiền lớn để thuê người giúp việc dạy dỗ bé Thiên Từ. Sau 5 năm đám cưới, Thủy Tiên gần như lột xác hoàn toàn. Đúng là thời gian có thể khiến người ta thay đổi một cách ngoạn mục. Suốt ngày bị vợ chồng Harry mượn tiền, quản lý và bạn bè phải dùng cách này để tránh. Việc Harry Won chuyên đi vay tiền, dù rất giàu có đã khiến cho bạn bè quản lý. Khi đi gặp nữ ca sĩ gốc Hàn này không dám mang tiền nhiều theo. Mới đây Harry Won tâm sự trên trang cá nhân, nó lạ lắm, ai đã chơi thân với mình là họ đều chuyển qua chế độ là mang ít tiền. Xưa cầm mấy chục triệu nhưng gặp tôi xong là mang vài trăm ngàn, tại sao vậy? Ngay lập tức nhiều cư dân mạng đoán rằng những người chơi thân với Harry Won mang ít tiền vì sợ cô vay. Quản lý của Harry Won cũng lên tiếng bình luận. Do mày tạo nghiệp hết, hồi đó mới quen ông xin Trấn Thành, mỗi lần đi ăn uống cầm theo cả ký tiền, tao mới quen mày ít nhất cũng 10 triệu ra đường. Bây giờ mày nhìn đi, tao mới hôm qua mượn chú Thịnh 20k mua xoài, hôm nay mượn taxi 40k mua hộp cơm để người ta vô tận nhà đồi. Chồng mày thì clip thiếu tiền tràn lan trên mạng, đi nhà hàng mà cả hội góp lại chuộc ổng về. Còn Tuấn, nó mới vô công ty đâu bao lâu, hồi xưa xài bóp da cả cọc 500 ngàn. Giờ mày thấy nó đổi qua bóp nhựa siêu nhân gao là biết, mới hôm qua đi xe hơi mà kiếm 20 ngàn, trả tiền gửi xe không có kìa, là do mày hết.
Quản lý của Harry Won tiết lộ vì nữ ca sĩ gốc Hàn mà từ Trấn Thành cho đến bạn bè của cô đều hết tiền. Không chỉ quản lý mà một số người trong ekip cũng lên tiếng tố Harry Won. Chưa hết nha chị, ekip trợ lý makeup mang theo 100-200 ngàn đi làm, mỗi lần đứa nào mang dư là bị mượn hết đó chị. Không thì thiếu nợ nhau ngập mặt. Ngay sau đó, quản lý Harry Won còn tố tiếp, bữa cá độ với trợ lý 500 ngàn mà thua năn nỉ xuống 150 ngàn kìa. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên Harry Won bị tố thường xuyên vay tiền. Thời điểm mới yêu, Harry Won sẵn sàng tuyên bố bao Trấn Thành đi ăn bún mắm nêm. Vậy mà chỉ 30 giây sau, khi nhìn vào hóa đơn, Harry Won lật mặt và ê chề mượn Trấn Thành 30.000 để trả tiền. Một lần khác vì nổi hứng đi ăn, Trấn Thành Harry Won lại vội vàng ghé vào một tiệm ăn sang trọng để ăn mừng sau đám cưới không lâu. Để không khí bữa ăn thêm vui vẻ, Trấn Thành và Harry đã kêu gọi quản lý tới dùng bữa chung và mạnh miệng tuyên bố sẽ bao sạch chầu ăn. Muốn tránh tình trạng gánh nợ giùm, Harry Won đã nhắc chồng cô chỉ mang có hơn 70.000 đồng nên Trấn Thành sẽ phải xài thẻ để trả. Thậm chí bốn người còn tranh thủ selfie để khoe với fan hâm mộ trên trang cá nhân với sự hớn hở và thích thú. Dù vậy, cặp đôi lập tức méo mặt khi Trấn Thành trình thẻ Platinum để thanh toán thì nhận được câu trả lời thẻ này không thanh toán được. Kết quả mang tiếng được mời nhưng quản lý của Harry Won đã phải khóc hết nước mắt khi phải rút ví và trả đủ chầu ăn xa xỉ, dù chỉ được ăn có 4 con tôm và 2 miếng bắp. Tương tự, vụ việc lần nữa lặp lại khi cô nàng mây ăn Harry Won đã muối mặt mượn quản lý của mình gần cả triệu đồng để mua đồ ăn tại sân bay. Câu chuyện đáng yêu này được quản lý của cô bóc mẹ trên trang cá nhân với giọng điệu chê cười và thích thú khi nghệ sĩ giàu nứt đố đổ vách mà trong người tiền mặt còn không quá 300.000 đồng. Hay lần khác không có tiền đưa cho chồng đi công chuyện, Harry Won cũng phải mượn tiền quản lý để đưa cho Trấn Thành. Có lẽ chính những điều này đã khiến cho bạn bè quản lý của Harry Won mang ít tiền để tránh được ca sĩ gốc Hàn vay. Những cuộc gặp gỡ kỳ lạ và mối lương duyên không ngờ giữa các sao Việt nổi tiếng. Henie và Mâu Thủy, đầu tiên phải nhắc đến đó là bức ảnh Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 Henie và Á hậu Mâu Thủy từng chạm mặt nhiều năm trước được lan truyền trên mạng xã hội. Điều đáng nói, Henie lúc ấy vẫn chưa có tên tuổi trong làng giải trí. Cô đi làm nghề PG, nhân viên tiếp thị để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống khó khăn ở Sài Gòn. Còn Mâu Thủy khi đó là người mẫu vừa đăng quang trong cuộc thi Việt Nam Next Top Model. Bức ảnh Henie thời còn chưa nổi tiếng xin chụp ảnh cùng Mâu Thủy. Trước đó, Henie cũng từng là thí sinh tham gia cuộc thi người mẫu và lúc ấy Mâu Thủy ngồi ở hàng ghế ban giám khảo. Cho đến thời điểm hiện tại, ít ai có thể ngờ rằng cô nhân viên tiếp thị ngày nào đã trở thành Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, còn Mâu Thủy là Á hậu. Henie là một trong những Hoa hậu nhận được sự ủng hộ của khán giả và đang trong quá trình ngày càng hoàn thiện bản thân mình. Á hậu Mâu Thủy Hồ Ngọc Hà. Trong một đoạn hội đáp cùng người hâm mộ trên trang mạng xã hội Instagram, Á hậu Mâu Thủy bất ngờ tiết lộ cuộc gặp gỡ kỳ lạ với nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà trước khi cô nổi tiếng. Dù có chỗ đứng khác biệt, nhưng chính câu nói của Hồ Ngọc Hà đã khiến Mâu Thủy nhớ mãi đến ngày hôm nay. Chị nhớ lúc chị là BG đi phát đĩa cho chị ấy, chị xin chụp hình trước show và chị Hà nói với chị một câu khiến chị nhớ mãi. Bình thường chị không chụp hình trước show, nhưng hôm nay ngày vui nên ngoại lệ. Trời lúc đó hạnh phúc thiết tha, rất có động lực luôn. Chị thấy chỉ cần chăm lao động và tử tế với tất cả mọi người xung quanh mình đã là một điều tuyệt vời. Đó là lý do chị Hà đã chiếm lấy trái tim khán giả rất nhiều, Mâu Thủy kể lại. Cũng giống như Henie, đến thời điểm hiện tại Mâu Thủy đã có chỗ đứng vững chắc trong showbiz Việt khi đạt ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Ngoài ra, cô còn là chân dài có tiếng trong làng mẫu Việt. Khác với vị thế vài năm trước đây, giờ đây sự kiện Mâu Thủy đã ngồi chung hàng ghế với nữ hoàng giải trí. Nu Phước Thịnh và Thủy Tiên. Nu Phước Thịnh trở thành ca sĩ và bén duyên con đường ca hát một cách tình cờ. Vào năm 2008-2009, Nu Phước Thịnh đang hát nghêu ngao ca khúc Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn trong hậu trường một chương trình thời trang, thì bất ngờ được Thủy Tiên lại bắt chuyện. Nữ ca sĩ khi đó đã nhận ra tố chất của Nu Phước Thịnh, anh được cô mời về công ty để thử giọng và khuyến khích trở thành ca sĩ. Thủy Tiên cũng chính là người dìu dắt cộng tác với nam ca sĩ từ những bước đầu tiên trên con đường âm nhạc. Nếu không có sự phát triển của Thủy Tiên, Nu Phước Thịnh vẫn sẽ là một người mẫu tin, tốt nghiệp đại học, ra làm một nhân viên văn phòng bình thường như cha mẹ anh mong muốn. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với ca sĩ Thủy Tiên đã giúp Nu Phước Thịnh trở thành ca sĩ nổi tiếng showbiz nhất hiện nay. Cho đến nay, nếu Công Vinh là người bạn đời tâm đầu ý hợp của Thủy Tiên, thì Nu Phước Thịnh là người em trai vô cùng thân thiết của cô. Khi mới bắt đầu được biết đến, Nu Phước Thịnh từng chia sẻ, xem Thủy Tiên là thần tượng và là mục tiêu để hướng tới. Hai chị em rất hợp cả, hiểu nhau.
Tiên là một bà chị thật sự tuyệt vời, rất hợp cả với Nô từ việc ăn uống cho đến gu âm nhạc. Đàm Vĩnh Hân, Hoài Linh. Vào năm 1998, khi Đàm Vĩnh Hân chưa được ai biết đến trong showbiz Việt, một lần anh bước chân vào trung tâm ca nhạc nhẹ, Hoài Linh lúc đó là nghệ sĩ hài hải ngoại rất nổi tiếng mới về nước. Dù rất thần tượng Hoài Linh, nhưng lúc ấy Đàm Vĩnh Hân lại chọn cách tách nhóm và dọn đồ make up riêng ra một góc. Không nói không đá động gì hết, chính điều ấy đã gây sự chú ý đến danh hài Hoài Linh. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hân chạm mặt Hoài Linh. Đàm Vĩnh Hân từng chia sẻ, nếu Vũ Hà là người đầu tiên dẫn Đàm Vĩnh Hân đi hát, thì Hoài Linh chính là bàn tay đem đến hào quang cho nam ca sĩ. Chính Hoài Linh là người đã mang cái tên Đàm Vĩnh Hân đến với số đông khán giả hơn. Hoài Linh được coi là ân nhân đưa cái tên Đàm Vĩnh Hân đến với đông đảo khán giả yêu âm nhạc. Mr. Đàm cho biết, anh Linh có giận hờn trách cứ bất cứ điều gì thì Hân cũng sẽ luôn cúi đầu dạ. Không chỉ là chịu ơn, Đàm Vĩnh Hân tin tưởng tuyệt đối và tầm nhìn vào cách dạy dỗ của Hoài Linh. Nam ca sĩ tâm tình, ơn của anh Linh lớn đến mức ảnh có bảo nằm xuống đánh đòn thì Hân sẵn sàng làm theo không một thắc mắc. Vị trí đó mãi mãi chỉ thuộc về Hoài Linh mà thôi. Không ngờ em út ngố tàu của Gạo Nếp Gạo Tẻ đã cưới rồi, chú rể siêu đẹp trai, nhìn là muốn cướp. Đóng em út trong nhà nhưng không ngờ Minh của Gạo Nếp Gạo Tẻ đã yên bề gia thất, đảm nhận vai con gái út của ông Vương bà Mai. Vai Minh của Phương Hằng cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía công chúng trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Trái ngược, chị cả Hương chịu thương chịu khó, hay chị Hai Hân chỉ biết coi trọng vật chất. Minh chiếm trọn tình cảm khán giả với tính cách hơi ngô nghê, ngố tàu, nhắn nhít nhưng luôn coi trọng gia đình. Nếu như trong phim nhân vật Minh Ngọc của Phương Hằng có tạo hình khá ngố tàu với mái tóc xoăn tít, cặp kính cận to đùng, thì ngoài đời nữ diễn viên lại gây ấn tượng bởi vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và sắc sảo. Đầu năm 2017, Phương Hằng gây chú ý khi lên xe hoa với ca sĩ Anh Tâm sau một năm hẹn hò. Ít ai biết Phương Hằng sinh năm 1989, dù gần bước sang tuổi 30 nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc rất trẻ trung, khiến dân mạng không khỏi ghen tị. Ảnh cưới của Phương Hằng đẹp mê ly. Cả hai rất trẻ trung và hợp đôi. Chồng Phương Hằng sở hữu gương mặt sáng và rất điển trai. Liệu có ai tin được Anh Tâm sinh năm 1983, vẻ ngoài của anh vô cùng trẻ trung, chẳng ai nghĩ là đã 35 tuổi. Chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi thế này, Phương Hằng phải giữ kỹ, khéo nhiều chị em ngấp nghé. An Tâm thường vuốt tóc giận, nhìn rất đẹp và cá tính. Hai người quả là đẹp đôi, không ngờ Phương Hằng ngố tàu trong phim mà ngoài đời lại khác hẳn như vậy.